Cử tri huyện Yên Mỹ bức xúc về tình trạng hiện nay ở một số địa phương có nhiều cột điện nằm ở giữa đường, dây mạng, dây điện thoại treo chằng chịt tại các cột điện gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Đây là cột điện ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long. Trước đây, cột điện này nằm ở ven đường, nhưng từ khi con đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, thì nó lại nằm ra lòng đường. Không chỉ gây mất mỹ quan, mà cột điện đã ảnh hưởng đi lại của nhân dân, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Năm 2022, là có một người công dân đã đi sau khi va vào cột điện xong lăn ra chỗ này, xong thì nó là tai biến não chết. Trên địa bàn xã Thanh Long, đến nay có gần 60 cột điện giữ đường ở tất cả 6 thôn. Nguyên nhân là do trong quá trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân hiến đất đóng góp kinh phí để làm đường. Vì vậy, nguồn kinh phí di chuyển lưới điện hiện trạng hạn chế, dẫn đến tình trạng đường làm xong nhưng không đồng bộ với hệ thống lưới điện, gây bất mỹ quan và an toàn giao thông. Một số xóm đang mở rộng đường, nó còn một số các cái vị trí nó cũng ảnh hưởng đến cho người và tham gia giao thông, thì cũng đề nghị là các cấp cũng chỉ đạo ngành điện làm sao để hỗ trợ nhân dân một cách sớm nhất để cho nhân dân di dời các cái cột điện vào các cái vị trí để cho người tham gia giao thông nó rất là đi lại là thuận tiện. Đối với một số địa phương trong cái quá trình thực hiện dự án mà chưa đưa cái hạng mục di chuyển đường điện này vào trong dự án, thì đề nghị các địa phương xem xét để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các cái thủ tục và để di dời cái đường điện này ra để đảm bảo an toàn. Vì đối với cái đường điện này thì trước sau cũng phải di chuyển, thì để cho bà con đi lại được an toàn. Và về phía ngành điện thì sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện các cái tác nghiệp liên quan đến lĩnh vực về điện lực, như là ngừng cấp điện và giám sát thí nghiệm nghiệm thu và các cái thủ tục cần thiết để hoàn thiện di dời cái đường điện này. Còn tại xã Sai Phạm, từ nhiều năm nay tình trạng các viễn thông, dây thuê bao treo chằng chịt không đảm bảo độ cao, gây mất an toàn và liên quan khu dân cư. Tại thôn Sai Phạm đã từng xảy ra vụ cháy dây cáp viễn thông gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đây đã xảy ra 3 vụ cháy. Đấy, mà cháy là coi là một là ở cái cột điện ở chỗ cái góc cua phía trước mặt. Đấy, hai là ở trong cái xóm dinh. Đấy, ba nữa là ở chỗ đầu cầu vào. Cháy là gần như các công tơ là không còn sử dụng được và đường dây điện là gần như phải thay lại hết. Đây là hệ thống dây viễn thông của các nhà mạng internet và cáp truyền hình. Thậm chí dây điện thoại cố định nay không còn sử dụng, nhưng doanh nghiệp chủ quản không thu hồi. Qua tác động của mưa nắng, một số đoạn đứt gãy, treo lủng lẳng, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người đi đường và nguy cơ mất an toàn cháy đổ. Ba nhà mạng và bên điện lực về làm việc với cả ủy ban nhân dân xã chúng tôi cùng với các thôn. Thế nhưng mà sau khi làm việc đi khảo sát thực tế, nhưng đến nay tình trạng vẫn nguyên si, chưa có gì thay đổi. Việc chậm di rời các cột điện, dây cáp viễn thông ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, hiệu quả vốn đầu tư các dự án. Do đó, ngành điện cần chủ động tích cực hơn nữa, sớm có các phương án phù hợp nhất theo quy định của pháp luật, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan. Đối với hệ thống dây viễn thông, không thực hiện việc thu gom trên các tuyến đường, tuyến phố, cần phải tiến hành cắt gỡ bỏ tất cả cáp viễn thông không sử dụng và cáp không đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.